chào quý vị, Lý Hương TV xin kính chào quý vị. Trước mặt cả nhà là một cái menu của một cái quán tôm, lẩu tôm sông mà Lý Hương cũng đã từng có dịp đi ăn và quay review cho cả nhà. Hôm nay một lần nữa Lý Hương đến đây nhưng mà không ngồi ở khu vực dưới, ngồi ở khu vực bên trên và ăn cùng với một vị đối tác làm ăn của Lý Hương. Và khi mà làm ăn kinh doanh để được ghi hình á, thì thường á, là mọi người sẽ không có thu tiếng trực tiếp đâu. Nên hôm nay Lý Hương về nhà mới làm lại edit video. Nói chung á, cái video này á, làm nên á, với một cái lý do, đó là có thể làm mách cho cả nhà biết được một cái phương cách có thể là giảm cân theo chế độ ăn kiêng mà sung sướng. Cả nhà có thắc mắc không? Trước mặt cả nhà là một nồi nước lẩu tôm sông, và ở phía bên đây là những con tôm tươi được xuyên qua và đang chờ để bỏ vô nồi lẩu đấy. Tôm ở đây thì tươi để ở dưới hồ, và khi ăn thì mọi người mới bỏ cái cây xiên qua. Thì cũng giống như mỗi lần đi ăn tôm thì có hai cái loại nước chấm ha, một là muối ớt xanh, hai là nước mắm mặn ha, để ăn với lẩu. Đấy, những con tôm còn rất là tươi và đang thở. Rau thì chúng ta sẽ có ba loại và có bún. Rau thì có rau muống nè, có như này là cái gì ta, rau nhút. Lý Hương kêu thêm một dĩa rau nhút ha. Và sau khi nồi lẩu sôi lên thì hai anh em bỏ tôm vô, nó còn đang rất là nhảy. Khi mà ghi hình này thì cũng thấy hơi dã man thôi đó nha. Nhưng mà những con vật mà chúng ta nuôi và loài người chúng ta có cái kế để làm cho chúng được sinh sống, tạo môi trường cho chúng sinh sống thì chúng ta có thể ăn. Đó là chứ chúng ta đừng có nên càn quét những con vật mà sinh tồn tự nhiên thôi. Cái nào nuôi thì có thể ăn. Rồi, sau một hồi thì tôm đã chín rồi, nhà thấy không, tôm càng xanh nha. Một nồi lẩu này thì trị giá là 179.000, gồm có 8 con tôm. Thì hôm nay á, Lý Hương đi ăn cũng như là làm việc với lại đối tác của mình. Sau khi làm việc xong thì hai anh em rủ nhau đi ăn một nồi lẩu, hai người ăn xanh xanh. Và Lý Hương xin phép ghi hình lại để chia sẻ cho cả nhà. Và thông qua cái thức ăn này thì Lý Hương muốn chia sẻ thêm một chút ít những cái kiến thức của mình lượm lặt đấy mà. Khi mà đi tập gym, được PT, PT tức là người huấn luyện mình á, thì cái chế độ ăn cũng, thức ăn, chế độ ăn, những món ăn cũng là một trong những cách mà nó làm cho cái việc hình thành mỡ nhanh hay chậm. Khi mà chúng ta đi tập gym á, thì chúng ta sẽ đốt cháy được cái lượng mỡ thừa. Nhưng nếu như chúng ta có một cái cách thức ăn uống nó hạn chế cái lượng mỡ hình thành thì chúng ta sẽ có cái kết quả nhanh hơn. Còn việc tập để trở thành một cái vóc dáng, một cái body như thế nào thì nó lại là một cái lĩnh vực khác. Không hẳn là ai tập thì cũng sẽ có những cái vóc dáng giống nhau, quan trọng là mình muốn cái vóc dáng như thế nào. Và như anh PT của Lý Hương có từng chia sẻ thì việc mà là PT cũng là một người giống như là tạc tượng trực tiếp lên cơ thể của mình á, thay vì là điêu khắc là dùng vật liệu gì đó để tạc đúng không, theo ý muốn của mình, thì PT với gym là một cái bộ môn mà có thể là điều chỉnh được vóc dáng cơ thể của mình, muốn nâng cơ xuống cơ chỗ nào thì chúng ta có thể là điều chỉnh. Thì khi mà chúng ta dùng thức ăn á thì muốn mà cái phần mỡ nó ít hình thành thì chúng ta phải kiêng kỵ một ít. Nhưng mà nghe đến kiêng kỵ thì mọi người rất là sợ, vì sợ ăn khổ ải đó. Thì Lý Hương chia sẻ cho cả nhà những cách mà kiêng kỵ như thế này, cả nhà thấy thích không?
rất là cám dỗ đúng không? Quan trọng là có tiền nè để ăn không, thì đó là một cái lĩnh vực khác. Tiền thì chúng ta sẽ có cái cách tạo tiền khác. Rồi bây giờ nói đến lĩnh vực là gọi là ăn kiêng kỵ mà theo cái phong cách sung sướng nha. Thì anh BT nói á, là Lý Hương nên kiêng cái phần là mỡ với lại da, như là phần, còn cái phần mà protein tức là thịt á, thì nên dùng cá hoặc là thịt gà. Tuy nhiên á, thì thịt gà á, thì đừng có ăn da. Thì đó là hai cách, nói chung là ít để có thể tạo thành cái mỡ dư đó. Còn các loại hải sản thì tha hồ. Nhưng mà trong cái quá trình chế biến thì nên là dùng những cách như là lẩu, luộc, hạn chế những đồ như là xào và chiên thì nó sẽ đỡ tích mỡ hơn. Còn nếu như ai đó có nhiều thời gian hơn, năng luyện tập hơn, đốt cháy lượng calo dư thừa hơn thì cả nhà có thể là ăn sung sướng hơn rồi đấy. Nhưng mà Lý Hương cảm thấy là với cái chế độ ăn lẩu như thế này, Lý Hương cũng cảm thấy là thích lắm rồi. Về khoa học á, thì các chuyên gia dinh dưỡng khuyên á, là chúng ta ăn đúng là ăn như thế này nè cả nhà. Note lại nha, video này rất là giá trị đó. Ngoài việc á, là kích thích ăn, chữa biến ăn thuận tự nhiên bằng cách là ăn chọc thèm, cũng như là quay rất là nhiều những quán ăn ngoài Sài Gòn, Lý Hương sẽ lồng ghép thêm những cái thuộc về khoa học được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên. Và việc bây giờ chúng ta phải cập nhật và thực hành nó, xem coi có đúng như là khoa học đã từng nói hay không ha. Ăn đúng á, thì chúng ta sẽ ăn ít tinh bột. Còn tinh bột là những thức ăn gì? Thì có rất là nhiều những cái trang dinh dưỡng nêu rõ. Đại loại như là cơm nè, hoặc là củ ha, là những cái sản phẩm mà có nhiều tinh bột. Chúng ta phải ít ăn tinh bột thôi, đồng nghĩa với việc là chúng ta ăn ít cơm thôi. Xoay lại thì ngày xưa Lý Hương toàn ăn cơm thêm không, thì có vẻ là hình như cái mục này Lý Hương đang thực hiện sai rồi, phải cải biến thôi. Rồi cái thứ hai á, là chúng ta phải dùng đủ protein. Protein là gì nhỉ? Protein là những cái có thể đến từ thực vật hoặc động vật, mà dễ hình dung nhất là các loại thịt đấy cả nhà. Thịt gà, thịt cá, thịt vịt, thịt heo, vân vân. Đó là protein đấy. Và tốt nhất thì chúng ta sẽ nên dùng cá và thịt gà, nhưng mà đừng ăn da thì nó sẽ tốt cho cái việc chúng ta không tạo mỡ thừa. Đối với những người mà làm việc văn phòng, thường xuyên tiếp xúc với máy tính và ít phải vận chuyển, vận động, thì chúng ta có ít cơ hội, ít thời gian để đốt cháy cái năng lượng thừa, thì nó sẽ là mầm mống để sinh ra mỡ đấy. Rồi thứ ba nữa, cái nói thứ ba nhắc lại nha, ít tinh bột nè, rồi đủ protein nè, thế nào là ít, thế nào là đủ, và nhiều rau xanh đây. Và nên nhớ ăn trong tâm thái là thức ăn là thực dưỡng, là những cái món tinh túy nhất của thiên nhiên, của tạo hóa của con người ban cho, và chúng ta ăn với một tâm thái là đón nhận, chứ không phải lúc nào cũng ôi rau xanh thuốc gì sao, thịt trời ơi, dư lượng thuốc. Tất cả những thông tin tiêu cực mà đem vô thì hẳn nó sẽ có ảnh hưởng đấy cả nhà. Rồi chúng ta kiêng nè nước ngọt nghe cả nhà, nước ngọt, nước ngọt. Ủa, nghe đến đây mấy hãng nước ngọt chắc có lẽ là nói là nhưng mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên như vậy đó. Và đặc biệt là hãy nên kiêng các loại da và mỡ nha, như hồi nãy Lý Hương có nói đấy, da gà, mỡ gà, da vịt, mỡ vịt, da heo, mỡ heo, vân vân và mây mây. Và Lý Hương là cái chúa những người mà nghe da heo chiên giòn, da gà chiên giòn, da vịt chiên giòn là một điều gì quá ư là cám dỗ. Nhưng mà khi mà biết được mình ăn muốn không nên cân, còn tích trữ mỡ thì mình phải ráng mà thực hành thôi. Vậy thì tìm đến hải sản
hải sản lẩu là cách mà chúng ta không nạp quá nhiều mỡ. Rồi, đó là phần ăn uống nhé. Và đó cũng là một trong những số kiến thức đại cương thôi. Còn đầu sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ có nhiều hơn cách để làm sao chúng ta ăn ít tinh bột là ít như thế nào, đủ protein là đủ như thế nào, protein không động vật thì thực vật nó đâu, và như thế nào là cách tiết kiệm nhất, vân vân, có rất là nhiều. Rồi, tiếp thứ hai là chúng ta phải tập đều, năng thể dục. Tốt nhất là chúng ta nên tập với lại một PT và kiên trì kỷ luật với bản thân. Còn nếu như chúng ta biết được ý chí của ta là sắt thép và chúng ta có thể tự để kiểm soát được mình thì chúng ta cũng có thể tập một mình. Nhưng nói chung phải có vận động, và đặc biệt đối với những giới văn phòng, những giới ít vận động. Còn những người nông dân, những cô lao công, những bác xích lô thì gần như họ, nếu như nhìn theo hướng hướng tích cực thì họ luôn có những bài tập thích hợp nhất cho bản thân. Cơ thể của họ luôn khỏe mạnh và vận chuyển tốt tất cả các chất, trao đổi chất tốt. Nếu như mà nhìn ở phương diện tích cực, đúng không cả nhà? Còn ôi, nhìn theo những vật tiêu cực, sao mà họ khổ thế, rồi nguyên một trường năng lượng khổ thế. Không, mọi sự việc chúng ta đều nhìn nó ở góc độ tích cực và cải biên nó tốt hơn, đúng không cả nhà? Rồi, ok, số 3. Nãy Lê Hương chia sẻ là ăn đúng nè, rồi tập đều nè, và cái thứ ba nữa, tập đều thì rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng cái kỷ luật của mình. Làm sao mình tạo môi trường lúc nào mình cũng phải kỷ luật, tập đều. Nếu như ai không kỷ luật thì tốt nhất nên tốn một ít tiền để tập với lại PT, tốt hơn. Rồi, và chúng ta nên uống nước đầy đủ. Đấy là những gì mà Lý Hương biết để có thể chia sẻ cho cả nhà trong thời điểm bây giờ, khi mà Lý Hương được chuyên gia dinh dưỡng, các chuyên gia dinh dưỡng qua những cái lớp học của mình, rồi các anh PT là người huấn luyện trực tiếp với lại Lý Hương. Lý Hương thắc mắc và hỏi và được giải đáp cho đến bây giờ, thì Lý Hương cũng đang luyện tập hàng ngày và cũng ăn hàng ngày. Đây, chế độ ăn kiêng. Cả nhà thấy như thế nào? Ăn kiêng có sung sướng không? Cái này là món tôm nướng mọi đó cả nhà. Nó nướng trực tiếp lên lửa than luôn. Tôm ở đây thì rất là tươi. Ở đây là đường Trần Nhân Tôn, số 142 thì phải. 142. Và để cho chúng ta giữ được cái phong cách sống của riêng mình nhưng mà không quá khác biệt so với môi trường xung quanh, thì chúng ta nên có những cái cách điều tiết bản thân. Giống như Thúy Hương nói ăn kiêng nhưng mà vẫn rất là thích hợp với mọi người thôi. Mọi thứ chúng ta bớt một chút, mọi thứ chúng ta kiểm soát một chút thì nó sẽ dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn và nó đơn giản hơn rất nhiều, đúng không cả nhà? Rồi, bây giờ thì xin mời cả nhà nhìn con tôm của Lý Hương lột ra, nó còn đang bốc khói. Wow, wow. Lật chân nó ra, lột mình nó ra. Nào nào. Wow. Gỡ ra nào. Gỡ tiếp nào. Nói chung là tôm là một trong những cái món hải sản mà cũng khá là ưa chuộng của dân Sài Gòn. Tôm thì khá là dễ ăn, và việc mà nuôi tôm á, thì cũng trở thành một cái ngành công nghiệp không thể thiếu ở Sài Gòn. Rồi, hôm nay rất vui khi mà chia sẻ với lại cả nhà quán ăn lẩu tôm sông ha, cũng khá là ngon, nằm trên đường Trần Nhân Tôn. Cũng như là chia sẻ cho cả nhà về việc mà chúng ta có thể ăn những thức ăn kiêng mà không quá khắc khổ, kham khổ, vẫn có thể enjoy vô cuộc sống. Chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy nhấn like nếu thích, và đừng quên subscribe kênh của Lý Hương để nhận được những video mới từ Lý Hương nha. Bye bye quý vị.
Bye bye.